Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 10 Đèn Ma Sông Máu, tác giả Điền Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Hơn 100 chiêu hiểm ác quái dị chưa phân thắng bại, bóng người nhấp nháy khắp nơi khiến cho La Chí Hải hoa cả mắt, không còn phân biệt ai là bác yêu, ai là nam tinh nữa. Chàng tự bảo thầm, lúc ta mới bước chân vào chốn giang hồ, ta thề quyết một câu là dung kiếm quét sạch võ lâm, phóng chưởng dẹp yên giang hồ. Vậy mà võ công của ta vẫn chưa hơn nổi nam tinh. Chàng chưa nghĩ xong thì chợt đâu, một giọng cười lãnh lót từ không trung xé gió mang đến. Vài bóng người không khác sao xẹt bay rơi xuống tại chỗ. La Chí Hải ngước mắt ngó thì đã thấy có 5 người, 4 trai 1 gái. Trai là 4 người, độ trên 40 tuổi, đều mặc áo nhuộm màu vàng. Gái là một giai nhân diễm lệ tuyệt vời, mặc chiếc áo màu hoàng anh sặc sỡ. Thiếu nữ mặc áo vàng đẹp như màu hằng nga dáng thế, đảo cặp mắt long lanh gợn nét thu ba nhìn La Chí Hải. Chỉ một cái nhìn tình tứ ấy cũng đủ khiến cho La Chí Hải rúng động cõi lòng. Cô gái mặc áo hoàng anh ấy không những chỉ có một vẻ đẹp chói ngời, mà bên trong cái vẻ đẹp ấy lại còn có một ma lực đặc biệt khiến ai trông thấy cũng phải đắm đuối si mê. Cái vẻ đặc biệt ấy cùng với sắc đẹp lộng lẫy của Bắc Yêu, sắc đẹp trang trọng của Bạch Cơ lại có chỗ không giống nhau. Đường thể đẹp lộng lẫy mà không lộng lẫy, trang trọng mà không trang trọng. La Chí Hải còn đang ngẩn ngơ, như mê như tỉnh, thì thiếu nữ mặc áo hoàng anh ấy đã nhế miệng cười, để lộ chiếc răng đều như hạt dưa. Trong khi tiếng cười của nàng đẹp không thể mô tả nổi, dầu cho trăm hoa cũng phải kẻ màu xinh tươi ấy. Đã vậy mà cặp mắt của nàng lại còn mơ huyền gợi cảm nữa. Tiếp theo tiếng cười trong trẻo nhẹ nhàng, thiếu nữ mặc áo hoàng anh thoăn thoắt gót sen bước thẳng đến phía La Chí Hải. Bốn người sồn sồn mặc áo vàng, mắt sáng ngời ngời nói gót bước theo sau của nàng. Bỗng nhiên nàng nở một nụ cười vui vẻ, cất tiếng du dương rồi lên tiếng hỏi La Chí Hải. Các hạ chính là La Chí Hải sao? Giọng nói của thiếu nữ mặc áo màu hoàng anh ấy êm dịu, trong ngần, nghe rung cảm như tiếng đàn nhấn nhịp trên dây tơ, khiến cho La Chí Hải mê mẩn tâm hồn. Chàng trả lời không chút do dự. Vâng, chính tại hạ La Chí Hải, còn cô nương là ai vậy? Ta à? Nàng cười khanh khách đáp, ta tưởng người đã biết rồi chứ. Câu nói ấy làm cho La Chí Hải mọc óc cùng mình, mặt nổi sắc giận, chàng lớn tiếng nói. Bọn các ngươi vì La Chí Hải tìm đến đây? Nhầm đó, mi thất kinh hồn vía rồi sao? Phải chăng trong người của mi có mang theo một cuốn sách ghi chép tất cả võ công của tinh nhãn nhiếp hồn? Nghe qua câu hỏi, sát khí liền nổi dậy trên vẻ mặt của La Chí Hải. Chàng cười bằng một giọng ngạo nghễ rồi nói, mi từ môn phái nào đến? Thất Hùng Bang. La Chí Hải quát vàng như sấm, mi là Ngọc Phi Điệp. Đúng lắm, rất đáng khen. Chàng chợt nhớ đến cô gái hết sức bất hạnh trên đời. Cô gái ấy lại có ơn cứu mạng cho chàng. Cô gái ấy là ái nữ của Đông Hải Long Quân, tên Lưu Tiểu Huệ. Gã nhân tình của Lưu Tiểu Huệ vì si mê nhan sắc của người đàn bà này, định tâm ăn trộm vật báo vô giá trấn sơn của phái Đông Hải. Vì cái tội ấy mà hắn đã bị Đông Hải Long Quân giết chết bằng cực hình. Rồi trong khoảng khắc thời gian, là Chí Hải lại nhớ đến lời trói trăng của tinh nhãn nhiếp hồn trước khi nhắm mắt, dặn chàng phải giết chết Giang Dân Tông. Không khác nào lão nhân tình của Lưu Tiểu Huệ, tên đồ đệ phản sư Giang Nhân Tông nọ, cũng vì đam mê sắc đẹp của người đàn bà này mà đang tâm sát hại tinh nhãn nhiếp hồn. Là Chí Hải suy nghĩ đắn đo mọi nỗi, ngọn lửa giết người bừng lên tận mặt, bụng bảo dạ rằng không thể tha cho người đàn bà này. Chàng nghiến răng quát, ta đang tìm ngươi, may mắn sao ngươi tự đến nạp mạng. Ngọc Phi Điệp mỉm cười nói, tìm ta để làm gì? Giết ngươi đó. Ngọc Phi Điệp cười xòa một tiếng rồi đáp, mi làm được chuyện ấy sao? La Chí Hải bật một chuỗi cười ha hả rồi nói, lẽ dĩ nhiên là ta đầm được mới nói, ta
ta hỏi ngươi một câu, Giang Vân Tông có phải là người trong Thất Hùng Bang không? Đúng vậy, chàng là người của Thất Hùng Bang đó. Là Chí Hải cười hăng hắc bảo, được lắm, bọn mi vì ta mà tìm đến chốn này, ta cho ngươi biết trước là bọn ngươi sẽ không chạy thoát khỏi tay ta. Bóng của chàng liền theo tiếng nói, bắn thẳng vào người của Ngọc Phi Điệp quật liền một chưởng. Giữa là Chí Hải và Ngọc Phi Điệp, thật là chẳng có quán cừu chi sâu sắc cả. Chẳng qua là vì một cô gái bất hạnh là Lưu Tiểu Huệ mà chàng quyết giết người đàn bà có sắc đẹp nguy hiểm này. Hay là đúng hơn, vì cái ơn cứu mạng mà chàng cần đền đáp bằng báo thù thay cho nàng. Là Chí Hải vừa phóng một chưởng, lập tức bốn người đàn ông áo vàng đứng hộ vệ bên Ngọc Phi Điệp cùng dung chưởng tấn công lại chàng, mỗi đứa một chưởng. Đó là bốn cao thủ tuyệt đỉnh của Thất Hùng Bang, nên bốn luồng chưởng lực của chúng vừa chạm mạnh vào nhau. Thừa thấy một chưởng của La Chí Hải bị bốn chưởng của đối phương cao thủ Thất Hùng Bang ngăn chặn, Ngọc Phi Điệp đã quay người lại liền. La Chí Hải thất thế quát to một tiếng, phất nhẹ thân hình tung cao lên. Rào một cái, nổi gió chàng quét theo một chưởng Thiên Quyền Dương Công. Lúc ấy La Chí Hải mang đầy trong óc một ý nghĩ phải giết cho bằng được Ngọc Phi Điệp, nên tay trái quét một chưởng Thiên Quyền Dương Công, tay mặt đã cầm Cán Thanh Độc Long Kiếm. Thiên Quyền Dương Công đẩy tới một đạo chưởng phong không khác ngọn lửa gặp trận cuồng phong, làm cho bốn đứa mặc áo vàng của Thất Hùng Bang quá đổi kinh hãi, vội vã thối lui ra sau liền bốn bước. La Chí Hải nạt to một câu, hãy đón phi kiếm của ta. Chàng sử dụng ngay một chiêu tuyệt kiếm Phi Kiếm Thường Nhân, phóng lưỡi Độc Long Kiếm giọt ra khỏi lòng bàn tay. Một đường ánh sáng không khác chi một con rồng bay vút tới. Đối phương không tài nào né kịp, chỉ nghe một tiếng rú thảm thiết vang lên rung động cả không gian. Một người đàn ông mặc áo vàng có Thất Hùng Bang đã bị mũi Độc Long Kiếm xuyên qua suốt ngực, té sắp xuống đất chết liền trên vũng máu. Là Chí Hải nhanh như một vì sao rơi, nhảy tới rút thanh Độc Long Kiếm, cầm lên rồi quát bảo, đứa nào không sợ chết, thử xông vào coi. Thần pháp của La Chí Hải mau lẹ quá đổi, làm cho mặt của Ngọc Hồ Điệp phải tái mét, càng hoảng sợ lui lại một bước. Sát cơ nổi lên, La Chí Hải sấn tới gần nàng. Ngọc Phi Điệp nhả miệng cười, giọng quanh lãnh rồi. Một chiêu phi kiếm của các hạ, đáng được tặng là tuyệt học của Võ Lâm. Phi Ngọc Điệp tôi hết sức bội phục, tùy thế cũng muốn thử chơi một phen cho biết. Câu nói của nàng còn mới giữa chừng thì La Chí Hải đã tung người như bướm lượn, nhắm ngay vào ngực của Ngọc Phi Điệp tống liền một chưởng bên tay trái. Chưởng lực của chàng chưa tới thì Ngọc Phi Điệp đã nạt lên một tiếng lãnh lót. Thân hình tha thước của nàng giống như một bông hoa bay bổng lên, trả liền lại cho chàng một chưởng. La Chí Hải khiếp đảm tự nghĩ, người đàn bà này lại có thể bật nhẹ thân hình phớt lên giữa luồng chưởng lực của mình hay sao? Còn đang miên man nghĩ ngợi thì chưởng của Ngọc Phi Điệp đã công tới. Trong thời gian chớp nhoáng ấy, chưởng lực của La Chí Hải đã đánh trật ra ngoài, mà chưởng lực của Ngọc Phi Điệp trái lại vi veo một thứ hơi lạnh buốt xương bộ tới người chàng rồi. La Chí Hải sợ điếng cả người, chàng không tưởng được người đàn bà này lại có võ công cao cường và kỳ dị đến như thế này. Chàng vận dụng Thiên Quyền Dương Công đánh tới một chưởng chặn lại, một tiếng ầm vang dậy điếc tai. Ngọc Phi Điệp bị đẩy lui hơn 10 bước, choáng váng mặt mày. La Chí Hải cũng bị xoay luôn hai vòng mới đứng vững tại chỗ được. Ngọc Phi Điệp cười lãnh lót nói, chưởng lực của các hạ thật hay. Ngọc Phi Điệp này kể cũng như đã nếm thử mùi vị chút đỉnh rồi. Giờ đây Ngọc Phi Điệp này không có thời giờ thông thả, xin hẹn ngày khác sẽ lãnh giáo đầy đủ hơn. Dứt câu, cặp mắt sáng như hai hạt kim cương của nàng rảo nhìn ba người đàn ông mặc áo vàng rồi bắn người bay đi. Là Chí Hải không sao hiểu được Ngọc Phi Điệp bỏ cuộc giao đấu trốn chạy quá bất ngờ như thế ấy. Chàng nghiến răng quát lên như sấm, mấy chạy đằng nào. Hai gót chân búng nhẹ, người của chàng không khác một con chim én tung mây, nhắm mé sau lưng của Ngọc Phi Điệp rượt nàng theo như hình giới bóng. Tài không bỏ lỏng, chàng giới đới
đánh liền một chưởng. Ngọc Phi Điệp biến hẳn sắc mặt, nàng quay người lại quát to, được lắm. Dứt theo tiếng nói, nàng rút chiếc quạt bên hông cầm tay nạt bảo, có gan thì hãy thử cho biết. Là Chỉ Hải cười rang rảng nói, hôm nay ta sẽ giết mì trước, sau đó ta đến ngọn thất trụ phong của thất hùng bang, tìm Giang Dân Tông tính xong món nợ cũ. Thì cứ làm đi, hà tất phải nhiều lời. Là Chỉ Hải cười giọng khinh thường ngạo mạn, tài dung mạnh độc long kiếm đâm ngay một nhát. Ngọc Phi Điệp miệng nói, được lắm. Tay cầm quạt gạt kiếm sang một bên, điểm thẳng vào huyệt tương đài của La Chỉ Hải. Chàng nói thầm, tại mi tìm cái chết thì đừng có trách ta. Thế kiếm của chàng biến liền, một luồng ánh sáng vô số đó hoa mai nở rộ dưới trời xuân, quét thẳng bốn bề dung dứt. Cái quạt trên tay của Ngọc Phi Điệp rẽ rộng chia ra rất nhanh, rồi bỗng một tràng gió ồ ồ che chở cho thân hình ống ả của ả, thối lui mấy bước về sau. Là Chỉ Hải không biết tại sao Ngọc Phi Điệp thối lui, bèn thâu kiếm về, lướt người phớt tới. Bỗng nhiên hai lỗ mũi của chàng ngửi có một mùi thơm kỳ dị, bụng kêu thầm, nguy rồi. Tiếng nguy chưa dứt, chàng đã cảm thấy choáng váng mặt mày. Người của chàng xoay hai vòng rồi ngã nhào xuống đất. Nét mặt buồn rũ rượi của Bạch Cơ hơi biến hẳn, tái xanh. Từ trong cặp mắt màu xanh biếc của nàng lộ đầy sát khí. Cánh tay mặt chậm chậm đưa lên khỏi mặt đất. Nếu mà Ngọc Phi Điệp dám xuống tay hạ sát La Chỉ Hải, nàng sẽ hủy diệt mạng sống của người đàn bà này ngay tại trận. La Chỉ Hải sau khi trúng thuốc mê hồn hương trong cây quạt của Ngọc Phi Điệp, y đã ngã bổ xuống. Tức thì ba tên mặc áo vàng của thất hùng bang đồng giống to một tiếng, nhắm ngay người của hắn mà đánh tới một chưởng, cộng chung là ba cặp song chưởng hết sức là lợi hại. Chợt nghe tiếng quanh lãnh lót, Ngọc Phi Điệp thét lên, ngừng tay tất cả. Thế nhưng ba tên mặc áo vàng sửng sốt, mà Bạch Cơ cũng ngẩn ngơ. Ngọc Phi Điệp cười lãnh lót nói, hiện giờ ta chưa tính đến chuyện giết hắn, ta vẫn còn có chỗ dùng đến hắn đó. Nàng thò tay vào túi áo lấy ra một quàn thuốc màu hồng đút vào miệng của La Chỉ Hải, xoa vào mấy chỗ yếu huyệt trên người của chàng. Liền đó La Chỉ Hải lần lần hồi tỉnh, mắt của chàng liếc nhìn Ngọc Phi Điệp một lượt. Lửa giận phừng cháy trong gan, chàng quát to một tiếng. Lưỡi độc long kiếm đã chém tới một vòng. La Chỉ Hải hồn vía rụng rời. Thanh độc long kiếm mới vừa đưa lên được có phần ba, cánh tay chàng đã bủng rủng, không sức giơ lên nữa, đành buông xuôi trơ xuống. Thì ra mấy ngón tay của Ngọc Phi Điệp đã điểm vào huyệt đạo của chàng rồi. Chợt nghe giọng cười giòn giả như sáo thổi của Ngọc Phi Điệp rót vào tai. Là Chỉ Hải, hai đứa chúng ta vốn không thù không oán chi với nhau cả, sao lại quyết đánh chém giết nhau kẻ mất người còn kia chứ? Là Chỉ Hải tức giận, không có thâm thù đại hận, nhưng bởi vì ngươi làm khổ cho Lưu Tiểu Huệ, người hại chết tình nhân của nàng, làm cho Giảng Dân Tông phản sư diệt tổ. Ngọc Phi Điệp lại lên tiếng nói tiếp. Ngươi bận lo chuyện bao đồng cho thiên hạ làm chi, dẹp lại hết một bên đi. Chưa phải lúc cho hai chúng ta đem bàn đến chuyện đó đâu. Giờ đây thực tế trước mắt là chàng đang nằm gọn trong bàn tay của ta nè. Nên đề cập đến chuyện này cái đã, có phải thế không? Không biết xấu hổ, thủ đoạn hạ lưu, dùng thuốc mê hồn, đâu có đáng mặt là nhân vật của giang hồ. Chàng dùng thứ chi cũng không ngại, miễn là bắt được chàng là được rồi. Này, nói thật cho chàng biết, giả như chàng biết trong quạt của ta có thuốc mê hồn, chàng không xông tới, ta có chạy thoát chàng không? Ngọc Phi Điệp lại xuống giọng nhỏ nhẹ, êm ái như ru, nói nhỏ bên tai của La Chỉ Hải, là tưởng cộng thất trụ phong, tằng thúc linh sẽ nóng lòng chờ đợi chàng đó. Giọng nói của Ngọc Phi Điệp chứa chan tình ý, không khác tình nhân hẹn nơi hội ngộ với nhân tình. La Chỉ Hải trong lòng vẫn còn bực tức thầm mắng, đàn bà vô liêm sỉ. La Chỉ Hải quay mặt nhìn lại Bạch Cơ, thấy đôi tay ngọc của nàng còn đang chậm hạ xuống. La Chỉ Hải nghiến răng nhẹ nhẹ, bảo thầm ở trong bụng, căn cứ vào gương mặt của nàng, quả nhiên chẳng thể nào tin tưởng chính là mông diện thần nữ được. Thế mà nàng
Nghĩ tới đó cõi lòng của La Chí Hải se thắt héo hon. Chàng cảm giác chính đời mình cũng bất hạnh không khác chi cuộc đời của Lưu Tiểu Huệ. Trong đầu óc mơ hồ của La Chí Hải lại dâng lên ý nghĩ đáng sợ là có nên thí nghiệm bừa sự tinh tiết của Bạch Cơ để biết rõ một lần chắc chắn có phải là nàng là Mông Diện Thần Nữ hay không. Kéo dài tình trạng hồ nghi, chàng không đủ can đảm để chịu đựng, thà dứt khoát một lần để quyết định thái độ. Nếu nàng còn là gái còn trinh thì... Đang nghĩ ngợi thì thình lình tiếng quát xé tai vang đến. Dây mặt ngó lại thì đã thấy Bác Yêu và Nam Tinh đấu nhau kịch liệt, toát mồ hôi như tắm. Chiêu thức của hai người lần này đang chậm lại. Cứ nhìn theo tình thế mà xét thì Nam Tinh bị Hắc Yêu dồn vào thế bị động, cơ hồ không còn chút trí lực nào nữa, để chịu đựng thêm một thời gian rất ngắn thôi. Ngay lúc ấy chợt nghe Nam Tinh quát to một tiếng, nương theo thế chưởng của Bác Yêu, hắn đánh lại hai chưởng với tất cả tàn lực còn sót lại trong người. Thình lình hắn lảo đảo thối lui ra sau. Bất ngờ Nam Tinh lẻ tay móc trong túi áo lấy ra ba mũi phi hoàng phiêu, nhắm ngay ngực của Bác Yêu phóng tới mau lẹ như chớp. Thứ phi hoàng phiêu này, kiềm khí gọi bằng hoàng đồng, có hơn mấy vạn năm hình thành. Lúc Nam Tinh lấy ba mũi phi hoàng phiêu, La Chí Hải thấy ánh sáng vàng chói sáng lòe cả mắt, không khác một đó hoa rực rỡ sắc màu mờ ám hết cả con ngươi của chàng. Bất giác trong lòng La Chí Hải cả kinh. Phi hoàng phiêu bay khỏi bàn tay của Nam Tinh một lượt, khắp cả tám hướng bốn phương đều chói ngời những tia hào quang vàng rực, không còn phân biệt đâu là đâu, trên trời hay dưới đất chi nữa. Bác Yêu cũng khiếp quản, hai bàn tay ngọc của nàng xòe ra như hai cánh quạt dùng múa tứ tung. Nàng vừa bảo vệ cho mình, vừa đánh liền ba chưởng bật tung tấm thân, yểu điệu bay vút ra tận ngoài xa. Thân hình của Bác Yêu nhẹ nhàng không khác một làn khói mỏng, mau lẹ chẳng kém một luồng điện chớp. Ngay khi ba mũi phi hoàng phiêu của Nam Tinh bay tới, thì với một thân pháp kỳ ảo tuyệt luân, nàng đã mò lấy ba ngọn liễu điệp phi đao phóng liền ra khỏi tay. Phi hoàng phiêu đến cùng với liễu điệp phi đao một lượt, Hắc Yêu mau lẹ đến đổi quá mức ấy, nên vừa trông thấy thì ba ngọn phi đao đã đến ngay mặt của hắn rồi. Lành trí tự biết, dầu lách mình né tránh với tốc độ nhanh nhẹn cách mấy cũng không thể nào tránh kịp. Hắn cắn răng mỉm môi, vận dụng nội lực vào song chưởng đưa ra đón bắt phi đao. Hai ngọn liễu điệp phi đao bị Nam Tinh đánh rơi khỏi, còn một ngọn xuyên thủng lòng bàn tay của hắn một đường. Chặn không thấu sự đau đớn, hắn cố nín không xuể, buộc miệng kêu ói ra một tiếng. Mặc dù bị ngọn phi đao nhưng Nam Tinh lòng dạ hiểm độc vô cùng. Lúc nguy cấp như vậy mà hắn cũng dòng hai ngón tay trỏ ra thành một khoen tròn như để đưa lên miệng, liền rít liền mấy tiếng sáo hiệu. Tiếng sáo vừa ngân lên thì đã có tiếng quạt quạt rất quái gở chát tai liền đáp lại. Con chim ưng hai đầu lẹ tợ như là một ngôi sao băng, cất một tiếng kêu quạt quạt nhắm ngay Bác Yêu từ trên không mà bấu xuống. Lối bài đáp và chụp người của con quái ưng này lanh lẹ tuyệt luân. Bác Yêu trông thấy thất kinh hồn vía, ba ngọn phi đao trong tay của nàng phóng thẳng lên cao. Quái ưng hai đầu đang ở từ trên cao đâm bổ xuống. Còn quái ưng hai đầu có lẽ là một con linh vật, phần được Nam Tinh huấn luyện tinh vi, nên nó biết thế, nguy vội vàng bay sớt qua một cái, tung cao trở lên mây trở lại. Tuy con quái ưng hai đầu không dám liều lĩnh bấu càng vào Bác Yêu, nhưng tám con chim ưng của nó lại bổ nhào xuống, con này liền với con kia bấu tứ tung vào người của Bác Yêu. Cái thế chụp người bằng vuốt của tám con chim ưng này lợi hại vô kể. Thân thủ của Bác Yêu lẹ làng, nhưng vì giao đấu với Nam Tinh trọn nửa buổi nên đã qua mấy trăm hiệp, sức lực đã hao mòn quá nhiều nên cũng chậm chạp lại thêm mệt mỏi. La Chí Hải trông thấy tình trạng nguy hiểm ấy, chàng cuống cuồng cả người lên. Chàng định bụng sẽ liều mạng mạo hiểm xông vào tiếp tay với Bác Yêu thì chợt nghe một tiếng thét kinh hoàng vang lên trong miệng của Bác Yêu. Nghe tiếng ấy, La Chí Hải hồn phi phách tán, rụng rời cả tay chân. Chàng chưa kịp xông tới thì đã thấy trên lưng của Bác Yêu bị quào rách một miếng da thấu thịt,
Máu đào chảy xuống lưng, áo trắng của nàng cũng ướt đỏ. Lúc ấy hai con chim ưng chia nhau hai bên tả hữu, bay đớp tìm chỗ hở để bấu vào người của Bác Yêu. Thình lình liền đó, tiếng quát nạt ngân dội tận mây xanh, không khác một mũi tên bật khỏi cây cung. Bạch Cơ liền bắn mình một lượt, chẳng khác gì một làn sương mỏng, phóng tới, chụp thẳng vào con chim ưng to lớn đang đớp móng vuốt vào mặt của Bác Yêu. Quạt một tiếng, con chim ưng thét lên. Con chim ở bên hông bên trái của Bác Yêu đã sụ cánh rơi xuống đất, rồi chỉ đập bạch bạch được vài cái là nó đã nằm yên gục cổ chết tươi. Biến cố quá sức, đập vào mắt của La Chí Hải, chàng toát mồ hôi lạnh. Chỉ chớp mắt mà Bạch Cơ đã ôm lấy Bác Yêu, bay ra xa ngoài hai trượng, tránh khỏi cuộc tấn công ác liệt của bầy chim. Đôi mắt xanh biếc của nàng hiện đầy sát quang rực rỡ, ngó thẳng vào mặt của Nam Tinh và bảo: "Mày còn ráng ở đây trong nửa khắc, ta sẽ tiêu diệt lũ chim ưng của người, không để sót một con nào. Có đi mau khỏi chốn này hay không?" Từ khi bước chân vào chốn giang hồ đến nay, Nam Tinh chưa biết khiếp sợ một ai cả. Hắn sát hại không biết bao nhiêu mạng người rồi, nhưng hắn chưa từng thấy có một cao thủ nào mà có võ công cao thâm quyền ảo đến như người này. Chỉ một cái nhún chân dung tay mà đã giết chết được một con chim ưng to lớn của hắn, dày công rèn luyện. Nam Tinh còn đang sững sờ thì Bạch Cơ đã quát to lên: "Mày có cút ngay hay không?" Trên vẻ mặt cực kỳ thuần khiết của Bạch Cơ hầm hầm sát khí, khiến cho Nam Tinh còn chưa kịp bỏ chạy, lập tức nàng sẽ giết hắn chứ không tha. Việc này đến trong khoảng khắc thời gian nhanh chóng ấy, khiến cho La Chí Hải hồn bay mất vía. Tự nghĩ oai phong lẫm liệt của mình mà tát tay Bạch Cơ sưng mặt bầm má như thế đó, nếu nàng không cố nhịn nhục mà đánh trả lại, mạng của chàng có sống nổi hay không? Bụng tưởng thầm như vậy, chàng không ngớt hồi hộp kinh hoàng. Cùng khi ấy, La Chí Hải đại đâm ra ý nghĩ: Bạch Cơ đúng là môn diện thần nữ rồi, chỉ con đàn bà cực kỳ dâm ác đó mới có được một ngón võ công kinh người như vậy. Không chừng đã cứu chàng thoát khỏi thế trận của rừng tùng, vẫn là Bạch Cơ chăng? Đương nhiên là Chí Hải còn nghĩ đến Dẫn Dơ, khi nghe Nam Tinh rít lên một tiếng sáo miệng, tung người chạy như bay đi. Lần này ra trận, Nam Tinh hoàn toàn bất lợi. Hắn đã hứa với Lãnh Diện Vong Hồn như hai với hai là bốn vậy, sẽ bắt cho bằng được La Chí Hải về địa bảo. Vậy mà giờ đấy, La Chí Hải đã không rớ đến đặng, lại còn bị Bắt Yêu phóng trúng một lưỡi đao, làm cho bị trọng thương, thêm điều đó còn mất hẳn luôn cả một con chim ưng nữa. Khi nghe tiếng quýt sáo miệng của Nam Tinh ra lệnh, ba con chim ưng trong bầy đã bay vút đến, cấp ba mũi phi hoàng phiêu của hắn bị Bắt Yêu đánh rơi xuống đất ban nãy, xong kêu quạt quạt mấy tiếng, cả bầy bay bổng lên mây xanh. Bắt Yêu vì giao đấu với Nam Tinh một trận kéo dài, thành thử mất sức quá nhiều, mới bị một con chim ưng to lớn của Nam Tinh chụp trúng móng độc vào lưng. Máu đỏ chảy thấm ướt cả nửa thân hình phía dưới của nàng. Tất cả những móng nhọn của bầy chim ưng do Nam Tinh rèn luyện đều có tẩm một thứ chất độc ghê gớm nhất đời. Vì vậy chỗ vết thương của Bác Yêu đã sưng dù lên bầm đen như mực. Gương mặt xinh xắn của nàng tái xanh mất cả máu tươi. Hai bên gò má đẫm ướt mồ hôi, hai hàm răng trắng trong như ngọc. Bác Yêu có cảm giác như bị hôn mê, tinh thần bàng hoàng tứ chi bãi hoại. Bạch Cơ ẵm Bác Yêu đặt nằm trên đất. Lúc ấy La Chí Hải chạy tới một bên, mắt trông thấy Bác Yêu bị thương nguy hiểm, trong lòng đau đớn muôn phần. Vì bảo vệ cho chàng mà nàng mới ra nông nổi như thế này. Nếu không, giữa Nam Tinh và nàng đâu có sự giao phong sống chết với nhau như vậy. Vẻ mặt của Bạch Cơ hơi biến sắc. Bàn tay ngọc của nàng dung tới lẹ tợ chớp dáng, xoa bóp mấy chỗ yếu huyệt trên thân người của Bác Yêu để ngăn chặn chất độc không cho công phạt vào tim. Liền khi ấy Bác Yêu nghe thấy các huyệt đạo được Bạch Cơ xoa nhẹ vào tê cứng như cây, không còn nghe nhức nhói đau đớn nữa. Nàng nhìn Bạch Cơ nở nụ cười khổ sở, cất tiếng êm ái nói: "Cảm ơn cô hết sức." Bạch Cơ tươi cười đáp: "Chẳng có chi phải nhọc lòng. Tỷ cảm ơn tôi, chẳng qua tôi chỉ ngăn chặn chất độc không chạy vào quả tim của tỷ chậm trễ thêm mấy ngày thôi. Chất độc mà tỷ trúng đây là một thứ dữ nhất trên thế gian,
Nếu không có thuốc giải độc sẽ công phạt vào tim mà chết. Bác yêu đồng ý gật đầu liền. Nàng mỉm cười khổ sở, chậm chậm nhắm cứng hai mắt. Là chỉ hãy nghe Bạch Cơ nói, nội trong năm hôm, nếu không có thuốc giải độc thì bác yêu sẽ chết. Nên chàng hoảng hốt đến cả người. Chàng vội vã quay sang Bạch Cơ nói, có đúng là 5 ngày không có thuốc giải thì chết không hả? Đúng vậy đó. Giờ đây nếu huynh bằng lòng để cho ta trở về, ta sẽ tìm thuốc giải độc. Tỷ ấy chắc chắn mới không chết. Là chỉ hãy mừng thầm trong bụng, dục lên tiếng hỏi, nàng có thuốc giải độc sao? Đúng vậy. Bạch Cơ gật đầu nhẹ và nói tiếp, có điều huynh chẳng chịu cho tôi đi. Nàng buông tiếng thở dài. Là chỉ hãy đối với Bạch Cơ mỗi cử động càng thêm phần nghi ngờ, nàng đúng là mông diện thần nữ. Lạ lùng làm sao, võ công của nàng cao thâm đến mức nam tinh còn phải ngán sợ. Mà chàng bạc tay nàng mấy cái, nàng vẫn cắn răng chịu, chứ không chống trả lại mãi mãi nào. Hơn thế nữa, La Chí Hải suy luận một mình. Nếu Bạch Cơ có thật sự không phải là mông diện thần nữ, thì sao nàng lại có thuốc giải độc của nam tinh để đem cứu bác yêu kia chứ? Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, La Chí Hải nghiến răng tức giận bảo, quả đúng như vậy. Ta nhất định không để cho nàng tìm cơ hội thoát thân đâu. Cặp mắt bồ câu của Bạch Cơ hồng hồng rướm lệ. Nàng nói bằng giọng buồn buồn, chẳng may bác yêu bỏ mạng dưới móng độc của con chim ưng ác ôn đó, thì chính La Chí Hải chàng đã tạo ra tấm bi kịch ấy. La Chí Hải hoảng hồn vía, nhưng miệng vẫn nói cứng, mi lợi dụng chuyện này để thoát thân sao? Mặt Bạch Cơ lúc này lộ vẻ tức giận, nàng nói, chỉ vì ta không mãi mai có ý định nào ra tay đối phó với huynh, nên để cho mặt huynh hành hạ đánh đập. Huynh thử nghĩ xem, với võ công của huynh, liệu huynh có ngăn nổi ta hay không chứ? Lời của nàng nói hoàn toàn đúng với sự thật. La Chí Hải cũng hiểu như vậy. Lấy võ công của chàng chọi với võ công của Bạch Cơ thì không sao chịu nổi. Thế thì chàng còn ngăn trở nàng làm gì? Bạch Cơ mỉm cười nói, huynh đã không cho ta đi thì ta sẽ không đi. Chúng ta cứ ngồi đây xem bác yêu chết huynh nhé. La Chí Hải lạnh lùng nói, mi định dùng biện pháp nào bắt buộc nam tình phải đưa thuốc giải độc cho mi hả? Phải chăng mi dùng mối tình đầm ấm sẵn có giữa mi là môn diện thần nữ với hắn? Bạch Cơ nghe lời nói xỉa xói của La Chí Hải, lòng nàng đau như cắt. Hai hàng nước mắt chảy dài theo hai bên gò má. Nàng không rắp rứt, nói giọng nghẹn ngào không thành tiếng, ta không phải là môn diện thần nữ kia mà, sao huynh cứ bắt buộc vậy? Bác yêu nghe tiếng khóc não ruột của Bạch Cơ liền nhướng hai mí mắt lên rồi hỏi, cái gì thế? Bạch Cơ kêu lên, huynh ấy cứ bảo ta là môn diện thần nữ, ai chịu cho được? La Chí Hải giọng nhạt nhẽo, thầy kệ mi có nhận hay là không nhận, ta đã có cách biết rõ mi có phải là con đàn bà ấy hay không rồi. Gương mặt đượm ướt lệ nhòa của Bạch Cơ hiện lên vẻ cương quyết vô cùng. Nàng dõng dạc nói, cách chi thì cứ nói đi, ta bằng lòng đó. Hiện thời chưa thể nói được. Bạch Cơ quay sang bác yêu rồi nói, ta nói thật, nếu trong vòng 5 ngày mà không có thuốc giải độc cho tỷ, thì coi như tỷ phải chết. Thuốc tiên cũng vô hiệu, vì chất độc đã chạy vào tim. Vậy tỷ có bằng lòng để cho ta đi lấy thuốc giải hay không? Nếu không sẽ trễ giờ đó. Bác yêu chẳng chút do dự liền đáp, thế sao? Cảm phiền cô chịu khó giúp ta, cô hãy đi tự do. Là chỉ hãy cản liền, ta không cho cô ta đi. Bác yêu lên tiếng hỏi, đệ không muốn tỷ sống nữa sao? Cái hận một móng chim của con chim, tỷ cần phải trả thù với chủ của nó một cách xứng đáng kia mà. Là chỉ hãy rối rít cả lên, chàng nói, phỏng như nàng lừa dối ta thì sao? Nàng đi khỏi đây, không còn quay trở lại. Bác yêu nói, chẳng lựa ra thế nào cũng không sao cả. Nàng đã có ơn cứu sống tỷ một lần. Nàng trở lại hay không trở lại, vẫn không có chi là hại. Hơn nữa tỷ đệ chúng ta, còn phải đi hận Thiên Phong ngay. Không để mất thời giờ vô ích, người có nghe lời ta hay không vậy? La Chí Hải đáp một cách nhạt nhẽo, ta nghe theo lời tỷ. Phỏng như nàng không trở lại, ta vẫn có cách tìm nàng.
Bác Yêu nhìn Bạch Cơ rồi nói, cô cứ đi đi. Bạch Cơ gật đầu, nàng thò tay vào túi áo, ở trong đó lấy ra hai hoàng thuốc, một màu đen lóng lánh, và bỏ vào miệng của Bác Yêu rồi ân cần nói, thuốc này dẫu rằng không phải là thuốc giải độc, nhưng hỗ trợ cho tinh lực của tỷ. Tỷ uống xong rồi nghỉ một chập, sẽ đi đứng như bình thường. Sau 5 ngày tỷ nhớ trở lại nơi đây, muội sẽ trừ hết chất độc trong người cho tỷ. Bác Yêu nghe giọng nói chân thành nhỏ nhẹ của Bạch Cơ, lòng của nàng cảm kích vô cùng. Nàng gật đầu mỉm cười. Bạch Cơ dung nhẹ thân hình quyển chuyển một lượt, bay phớt đi nhanh không kém một làn gió thoảng. Bác Yêu ngậm hoàng thuốc vào miệng, nghe có một mùi thơm ngào ngạt tan chạy xuống đan điền. Thuốc chạy đến đâu, trong người của nàng nhẹ nhàng khỏe khoắn đến đó. Uống xong hoàng thuốc ấy, nghỉ ngơi giây lát, quả nhiên Bác Yêu thấy tinh thần phấn chấn thêm hơn. Vết thương không còn đau nhức nữa, chỉ có mấy huyệt của Bạch Cơ xoa nhẹ để chặn cản chất độc tấn công vào buồng tim thì vẫn còn tê cứng như thường. Nhõe môi cười một cách khổ sở, Bác Yêu nói, gian giái cho nàng phải là một cô gái thuần lương tử tế, đệ cũng cầu mong bấy nhiêu. Bác Yêu lại nói, thế này cũng như tạm yên, tỷ đệ chúng ta khởi hành đi Hận Thiên Phong, cần phải xem qua cho biết rõ điều bí ảo trong 21 đồng tiền. La Chiêu Hải nhíu đôi lông mày, tự bảo thầm trong bụng, cừu sâu của song thân, của người ơn ta chưa trả đặng, làm chi đeo đẳng thêm lắm chuyện phiền phức vào lòng. Bác Yêu vội hỏi, để còn có việc chi bận nữa không? La Chí Hải thở ra một hơi dài buồn rầu rồi nói, để bước chân vào giang hồ, kể cũng đã lâu thế mà thù sâu của cha mẹ vẫn chưa trả. Bác Yêu khuyên giải, người quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, há chi một sớm một chiều. Hiện giờ chúng ta trước phải mở cho được chìa khóa vũ kỳ bí này, sao sẽ bàn tính kế hoạch báo thù cho chu đáo. Chẳng bao giờ từ đây cứ chăm chú vào chuyện báo thù thì không khác tìm đường lên trời, mất hết thời giờ quý báu mà chẳng bổ ích vào đâu. Kẻ thù đâu phải dễ dàng cho chúng ta lúc nào muốn báo thù cũng đặng. Theo tiến trình phát họa của ta thì sau khi xem qua thạch rồi, ta phải về Bắc Cực một chuyến thay để tìm cho đặng một người. Vì chỉ có người này mới chắc chắn cứu được mấy chục người bị nhốt trong hang sâu khỏi thế trận rừng tòng. Hợp sức với đám cao thủ chết đi sống lại này, đệ sẽ có những kẻ dám đem tính mạng giúp cho đệ một tay mới mong đối phó nổi với kẻ thù. Đệ há không biết kẻ thù của đệ chẳng những cực kỳ hiểm ác, võ công lại tuyệt luân. Dưới tay có những cao thủ cỡ Mông Diện thần nữ, nam tinh, thêm cả một môn phái có tổ chức đứng vào hàng đầu của võ lâm, mà còn liên kết với vô số tổ chức hùng hậu khác nữa hay sao? Lấy sức của hai chúng ta không có thể chống cự nổi, mà để báo thù gấp rút cho được. Là chỉ hãy ngẫm nghĩ lời giải thích của Bác Yêu thật là tinh vi chu đáo, nên chàng vội hỏi, tỷ nói người đó là ai mà có thể cứu thoát được những người trong hang sâu vậy? Để đến Hận Thiên Phong xem qua cho rõ điều kỳ bí rồi ta sẽ nói cho đệ nghe. La Chí Hải khẽ gật đầu, chàng đảo mắt liếc nhìn vào thế trận của rừng tùng trong kẹt núi, rồi quay lại nói với Bác Yêu, đệ thế nào cũng phải trở lại chỗ này, đệ đã hứa phải cứu thoát bọn họ, đệ phải nghĩ cho ra cách để giữ đúng lời hứa vinh dự của đệ. Liền đó Bác Yêu bắn dứt thân hình đi trước, La Chí Hải quay người lại phóng nhanh theo sau. Chuyện La Chí Hải bị quái ưng ném ngoài biển khơi không chết, chỉ vài ngày sau đã đồn đãi khắp chốn giang hồ, có vô số người liên quan đến, thảy đều run sợ. Bọn người ấy có cả lãnh diện vong hồn của Địa Bảo, Giang Dân Tông và Thất Hùng Bang. Nhân việc La Chí Hải chưa chết mà giới giang hồ sôi nổi lên như một cơn sóng gió bão bùng, đầu đầu cũng bị ám ảnh bởi cái danh hiệu đệ tam ma trong thiên hạ được gán vào cho La Chí Hải, biến chàng thành một kẻ sát nhân ghê gớm nhất. Chàng sẽ giết người như rã, chỗ nào có gót chân của chàng dẫm lên là chỗ đó xương phải đầy nội, máu nhuộm đỏ rừng. Chốn giang hồ run sợ, với võ lâm ồn ào xao xuyến. Trong khi ấy, La Chí Hải cùng với Bác Yêu đã đến tận trên Hận Thiên Phong.
Bởi vì 21 chữ thần kỳ bí ẩn của 21 đồng tiền trong bao thơ bằng da dê để lại mà Bác Yêu cùng La Chí Hải lặn lội đi tìm tận nơi để xem cho rõ. Trong 21 chữ đồng tiền nói những chữ giống thì toàn thể nhân vật võ lâm giang hồ đem cả mạng sống ra để tranh giành cướp đoạt. Phải chăng những chữ trên đồng tiền đã nói lên một cuộc tiêu diệt ghê gớm của võ lâm, và trong đó cũng liên hệ đến mạng sống? Nhưng khắc khe cai nghiệt thay cho bác trời già, họ đắm đuối yêu thương nhau, xây mộng hoa viên với nhau, nhưng yêu gian dở, mộng không thành, và cùng ôm nhau nhảy từ trên đỉnh non chót vót xuống vực thẳm âm u để tìm nhân hạnh phúc ở bên kia thế giới loài người. Cái chết của đôi thanh niên nam nữ ấy gây thành tiếng động địa kinh thiên suốt một thời gian mấy chục năm. Trong đó còn có nguyên nhân nào khác hơn chăng? Vì từ ấy đến nay chẳng một ai hiểu biết. Những nhân vật thông suốt sự kiện của ba chữ hận thiên phong đặt cho chót núi mà Trầm Phụng Linh cùng với Đinh Thích Phương gieo mình, chọn chữ ái tình để ghi nhớ và nghĩa giận quá công, vì cớ nào không cho hai người thành chồng vợ. Hận Thiên Phong ở ngoài mỏm đá treo leo phía bắc ở trên núi Vạn Dương Sơn, chính giữa một vách non cao đột mây xanh và muôn ngàn hòn đá nhọn quắc chĩa thẳng lên trời, không khác một rừng đao kiếm. Chính chữ Vạn Dương Sơn, Hận Thiên Phong, Thập Hoa Thạch, đọc đi đọc lại thấy rất bình thường, chẳng có chi là kỳ bí chứa đựng bên trong cả. Không chừng chính chữ giản dị ấy thật ra lại che giấu một chuyện cũ kỹ xa xưa đã gây nên bao cuộc run sợ trong đời. Hận Thiên Phong, cái tên ấy phàm ai là người trong giới võ lâm cũng đều biết rõ, một thiên ái tình bi đát máu lệ chan hòa. Cách vài mươi năm về trước, có một thiếu nữ tên là Trầm Phụng Linh, được mang cái danh dự với bốn chữ giang hồ chi hoa. Vì chẳng những nàng có sắc đẹp lộng lẫy, nguyệt thẹn hoa nhường, mà võ công cũng ly kỳ tuyệt thế. Nàng yêu một thanh niên có tiếng là đẹp trai chưa từng thấy trong giới võ lâm, tên là Đinh Thích Phương. Đôi trai gái thiếu niên ấy rất xứng đôi vừa lứa, đáng ra phải kết mối luân duyên cùng nhau để đời càng thêm ấm tươi hạnh phúc. Tất cả mọi người đều mong mỏi và cầu chúc diễm phúc đó cho Trầm Phụng Linh và Đinh Thích Phương. Phía dưới ngọn Hận Thiên Phong có một cái khe nước chảy rất trong, tiếng róc rách ai oán nghe như tiếng khóc thầm ai oán. Trong lời đồn thì Trầm Phụng Linh và Đinh Thích Phương đã gieo mình vào cái khe này, nhưng sự thật ra sao vẫn chưa ai nào biết rõ. Trên Hận Thiên Phong có một khoảng đá bằng phẳng và ước trượng. Bác Yêu và La Chí Hải ngó lên trên đỉnh một hồi, cả hai nhìn nhau. La Chí Hải lên tiếng nói: "Ta nghĩ trên Hận Thiên Phong cũng chẳng có chi là thần kỳ bí ẩn đâu tỉ à." Bác Yêu lại đáp: "Ta cũng không hiểu nổi, chẳng qua lấy việc khắc chữ trên đồng tiền cũng là một việc kỳ lạ rồi. Giả lại người khắc chữ vào đồng tiền, làm như sợ người tìm hiểu được cái ý của mình trong lô đồng tiền đó, nên cứ cách hai chữ thì lại thêm tiêu chuẩn. Trí tuệ của người khắc chữ trên đồng tiền chẳng phải là tầm thường, cho nên không thể quả quyết được bên trong những chữ ấy có chứa đựng nhiều quyền cơ bí mật gì hay không. Người đọc những chữ ấy chỉ nghi ngờ mang máng cho là điều chi bí mật cũng được. Chính chúng ta cũng đang ở trong trạng thái mơ màng ấy." La Chí Hải gật đầu nói lẩm bẩm ở trong miệng: "Nếu chẳng vậy thì chúng ta với người ấy cùng chung một kết cuộc. Chỉ sợ cũng vì 21 chữ trên đồng tiền mà chết. Chúng ta cứ lên tận trên mà xem cho tận mắt. Chúng ta thử tìm ra mấy chữ sau cùng chỉ về Thập Hoa Thạch là thế nào?" La Chí Hải hỏi: "Thập Hoa Thạch?" Bác Yêu lắc đầu lia lịa đáp: "Cái đó thì ta không hiểu. Ta nói phóng chừng cho đệ nghe thử có lý hay không nha. Giả tỷ trên Hận Thiên Phong có 10 miếng đá hoa ấy." Là Chí Hải nói: "Cũng có lý như vậy lắm. Đâu, chúng ta thử lên đó xem có điều chi bí ẩn hay không. Chứ ở dưới này nói phóng chừng chẳng nhầm vào đâu cả. Cuối cùng chúng ta cần phải lên Cửu Hoa Sơn ngay." Bác Yêu cười bảo: "Thế thì đệ leo lên trước đi, ta theo sau coi chừng." Nếu bảo La Chí Hải bò lên Hận Thiên Phong một mình để tìm bí ẩn trên 20 mấy đồng tiền, thì
thì chắc 1000 lần chàng cũng không thích mãi mãi làm cái công việc dớ dẫn ấy. Bởi vì 21 chữ ấy, nếu không phải là một báo lạ từ ngàn xưa để lại, ai công đâu bỏ những việc chánh yếu phải làm mà để đi tìm những thứ bí mật du dơ, mà bí mật kia mời chưa được gì cả. Chỉ vì giờ đây Bắc Yêu đã kết nghĩa tỷ đệ với chàng, nàng bắt buộc chàng đi trước, chàng đành cắn răng nghe theo vậy thôi. Bò từng bước một đến 20 trượng trên đỉnh non, rủi sẩy chân một cái cũng đủ bỏ mạng. Nhưng mé sau chàng, Bắc Yêu lúc nào cũng cẩn thận đề phòng. Bò lên Hận Thiên Phong, phóng mắt nhìn qua một vòng, bất giác La Chí Hải và Bắc Yêu ngẩn ngơ sửng sốt. Bởi vì khoảng đá bằng phẳng trên đỉnh Hận Thiên Phong rộng rãi không biết đâu là cùng. Trong phạm vi dài 10 trượng lô nhô không biết bao nhiêu là những hòn đá kỳ hình dị dạng. Cái làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chẳng phải là khoảng đá bằng phẳng rộng rãi trông như một tấm nệm bông trắng tinh trải dọc tứ bề, cũng không phải là những hòn đá kỳ hình dị dạng, mà chính là ở cái chỗ đỉnh non chót vót dính liền với ngọn núi hủng sâu xuống có mấy 10 trượng, trông giống hệt như một cây cung đang được dương lên chực bắn mũi tên bật ra. La Chí Hải nhăn mặt nói: "Tỷ thử nhìn xem, điệp điệp trùng trùng những hòn đá kỳ hình dị dạng lồ nhồ khắp nơi, làm sao mà tìm cho ra được 10 miếng đá hoa đặng?" Bác Yêu lên tiếng đáp: "Đành là vậy, nhưng tỷ đệ chúng mình đã lên đến đây rồi, có lý nào không tìm xem cho thấy được chứ? Đừng nói là chắc có hay không có, thử nghĩ nếu không có thì đã không có 3 chữ thập hoa thạch trong những chữ đồng tiền kia." Là chỉ hãy tưởng đầu nói qua vài câu chán nản thì Bất Yêu sẽ bỏ ngay cái ý định đi tìm 10 miếng đá hoa kia. Không ngờ nàng vẫn cương quyết giữ vững lập trường, khăng khăng không chịu đổi dời. Chàng nói thầm ở trong bụng: "Tỷ ấy nhất định tìm ta, cùng cố ráng đi tìm coi. Tỷ coi xem có những bí mật ẩn tình lạ lùng nào không mà tỷ ấy cứ nặng nặc đòi." Nghĩ như vậy, La Chí Hải bèn nói: "Vậy thì tỷ với ta thử đi xem nào." Bác Yêu gật đầu, cả hai nhắm ngay ở giữa rừng đá kỳ hình dị dạng ấy mà chạy vào trong. Đến trước mỗi hòn đá, hai người lại dừng gót nhìn xem. Hòn đá này tiếp nối hòn đá khác, đống nọ nối tiếp đống kia. Hận Thiên Phong rộng cả mấy chục trượng mà hai người mò mẫm từ hòn đá để tìm kiếm những khó khăn cũng gần bằng đi mò kim đáy biển. Phải một cái là lòng họ kiên nhẫn cố tìm cho thấy, nên vẫn hăng hái và tin tưởng. Chăm chỉ nhìn từ hòn đá một, trong cả hai khác nào như người đi tìm kiếm một báu vật lạ trên cõi đời, hơn cả những kẻ ngậm ngãi tìm trầm. Loài người đều có tánh hiếu kỳ. Bác Yêu và La Chí Hải không chắc trên thập hoa sơn quả thật có thập hoa thạch hay không, hay chứa đựng những bí ẩn nào khác, nhưng cả hai vẫn nuôi hy vọng tìm cho được. Thình lình La Chí Hải kêu to lên: "Tỷ đã tìm thấy thập hoa thạch chưa?" Ở cách xa ngoài 2 trượng, tiếng của Bác Yêu thánh thoát trả lời: "Chưa tìm thấy, ráng lên đi." Giọng nói ngưng, cả hai lại yên lặng. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục không ngừng. Sau độ nửa thời thần, bỗng nhiên Bác Yêu mừng quá đổi mừng, cất tiếng nói to lên: "Để để, ta tìm thấy rồi, mau chạy lại đây mà xem nè." Là Chí Hải nghe nói đầu óc rộn lên, chàng buộc miệng hỏi liền: "Tìm được thập hoa thạch rồi ư?" "Đúng vậy, ngươi đến mà xem đi." Là Chí Hải nhõng theo tiếng nói của Bác Yêu, len lỏi vào giữa rừng đá lô nhô, chạy thẳng tới hướng đó. Trong nháy mắt chàng đã đến ngay hòn đá mà Bác Yêu đang đứng sát bên. Vừa thấy La Chí Hải, nàng dục hỏi: "Đến rồi chưa? Chuẩn bị nha." "Đâu?" Bác Yêu lấy ngón tay trỏ vào đầu của 10 miếng đá nhỏ cách ngoài 3 thước. Nàng đáp liền: "Kìa, ngươi nhìn xem, không phải đó sao?" La Chí Hải nhìn vào ngón tay của Bác Yêu, chợt rúng động. Cả 10 miếng đá lớn đầu trên thành một vòng tròn, trên đầu 10 miếng đá trắng trong như ngọc, mặt đá có vô số những đường hoa văn do thiên nhiên mà tạo thành chứ không phải do bàn tay người chạm trổ. Chữ kỳ lạ rõ ràng đã hiện ra trước mắt. Hai người sung sướng như tìm thấy được một báu vật hiếm ở trên đời.
Hai trái tim dường như nhảy ra khỏi lòng ngực. La Chí Hải nuốt một ngụm nước bọt rồi cất tiếng hỏi. Phải chăng đúng là nơi này? Rất có thể lắm. La Chí Hải lại hỏi. Trên hoa thạch này có những bí mật gì? Chúng mình xem kỹ, rồi tức khắc sẽ biết thôi. Bác Yêu nói dứt, bước nhanh vào trong những miếng đá hoa hợp thành cái vòng tròn đó. Mỗi miếng đá hoa này rộng ước độ chừng nửa thước, dài cỡ ba thước. Xem cách sắp bài thành hình, trình thể là không phải do thiên nhiên đặt để sẵn. Những đường văn hoa trông rất xinh đẹp. Là Chí Hải và Bác Yêu ở giữa những miếng đá hoa ấy, tìm một hồi lâu, cả hai vẫn chưa thu lượm được một kết quả nào như mong mỏi. Là Chí Hải nhíu đôi lông mày bực dọc hỏi, tỷ, ngươi xem có thấy những dấu vết chi khả nghi không vậy? Phần ta xem chả thấy gì khác. Chưa, ta chưa tìm thấy gì cả. Cặp mắt sáng rỡ như sao của Bác Yêu đảo qua một lượt, làm như nàng nói với chính mình. Chẳng phải bên trong tấm hoa văn này, bí mật hẳn là ở trên cái hoa văn này chăng? La Chí Hải nghe nói, đầu óc rộn lên, chàng bảo thầm trong bụng. Không sai, trong những hoa văn ấy sao cũng có ẩn những cái bí mật chứ. Với ý nghĩ như vậy, hai người lại chăm chú nhìn ngắm vào mỗi hoa văn trên mặt đá, cố mò mẫm, tìm kiếm mãi. Nhưng cả hai lại thất vọng. Trên những hoa văn mỗi miếng đá ấy chẳng ghi lại một dấu vết chi đáng lấy làm kỳ dị. Cũng chẳng thấy có bàn tay người để bôi bỏ hoặc vẽ vời lên những cái gì khả nghi. Trời sinh làm sao vẫn cứ y nguyên như vậy. Không tìm được bí mật nào trên 10 miếng đá hoa ấy. Là Chí Hải nóng nảy, nói to lên giọng bực tức. Không khéo lại cũng lừa gạt người nữa rồi. Chẳng hạn có người nào đó trông thấy 10 miếng đá hoa này trông sáng đẹp mắt, rồi cố ý bày đặt ra những hàng chữ này nọ, khắc vào đồng tiền để báo hại những người võ lâm nhân vật, xưa nay thường có bụng dạ tham lam, hay đi tìm tòi những dị bảo, bí kíp, phải điên hồn loạn óc lên chơi. Chuyện không đâu mà lăn vào nhau, chém giết cuồng ngay để mà tranh đoạt. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Đèn Ma Sông Máu phần 10, tác giả Điền Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 11 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.